có một người tên là Judo. Thời còn đi học, ông cùng một nhóm bạn lập nên hội văn xương xã, nguyện thề cùng nhau trân quý văn tự, giấy vở, sách thánh hiền, giới cấm sát sinh, vứt bỏ tà dâm, không nói lời ác phạm khẩu nghiệp, hành thiện tích đức. Thế nhưng, cả bảy lần đi thi hương, Judo đều không đậu. Vợ Judo sinh hạ được 5 trai, 4 gái, chẳng may các con ông đều chết yểu cả, chỉ còn lại một trai một gái. Cậu con trai ấy rất mực thông minh, lại có hai nốt ruồi lạ ở dưới bàn chân trái. Vợ chồng Judo rất mực yêu quý nó, nhưng khi lên 6 tuổi, trong một lần đi chơi, cậu bé thất lạc không tung tích. Vợ ông vì quá đau buồn mà thường xuyên khóc thương tới mức cuối cùng bị mù cả đôi mắt. Ông Judo thất vọng, suy sụp, lại lâm vào cảnh bần hàn khốn cùng nên càng chán nản hơn. Ông luôn tự hỏi rằng không biết mình đã làm điều gì sai để phải chịu tội khổ, quả báo oan nghiệt như thế. Bước sang tuổi 40, cứ vào tháng chạp hàng năm, ông Judo lại viết một tờ sớ, đặt lên bàn thờ khấn vái, rồi đốt cho táo quân, cầu mong táo quân hiển linh nói cho ông biết rõ sự tình. Cứ như thế, 7 năm trôi qua, ông Đô vẫn chờ trong vô vọng. Đêm giao thừa năm ông 47 tuổi, như thường lệ, trong 4 bức tường nhà lạnh lẽo, chỉ có ông, người vợ mù và cô con gái nhỏ đang ngồi lặng lẽ bên nhau. Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng người gõ cửa. Ông Đô với tay cầm cây nến đi ra. Bên ngoài là một ông lão đầu đội mũ ô sa vuông, quần áo rộng thùng thình, tự nhận mình là họ Trương, từ phương xa tới. Nghe nói nhà ông Đô đang buồn rầu lo lắng nên tới hỏi thăm. Thấy người này ăn mặc và lời nói có chút khác thường, nhưng ông Đô vẫn mời vào nhà cung kính đón tiếp. Trong cuộc trò chuyện, ông Đô kể lại cảnh ngộ của mình, rồi trong lúc cao hứng còn đọc cho vị khách tới thăm bài sớ mình viết cho táo quân vào mỗi dịp Tết. Ông lão họ Trương trầm ngâm hồi lâu nói: "Tôi vốn biết chuyện nhà ông từ lâu, trong đầu ông chứa đầy ý nghĩ tà niệm, truy cầu hư danh. Sơ văn ông gửi cho táo quân cũng chứa đầy oán hận, lại có ý không tôn kính Ngọc Đế, chỉ sợ sau này ông còn phải gánh lấy sự trừng phạt nặng nề hơn." Nghe những lời đó, ông Judo vô cùng kinh ngạc, vội hỏi: "Tôi nghe người xưa nói, tất cả việc thiện, việc ác đều có ghi chép, chi tiết tới chân tơ kẻ tóc. Tôi và những người bạn trong hội văn xương xã, khi xưa có phát nguyện hành thiện và đều cẩn trọng thực hiện theo, làm sao lại có thể gọi là hư danh được?" Ông lão nói: "Vậy ông hãy nghe cho kỹ nhé. Các ông nói là trân quý sách thánh hiền, nhưng lại dùng giấy có văn tự để bọc đồ ăn, để lau bàn ghế, rồi tùy tiện đốt bỏ. Các ông thề nguyện phóng sinh, mà trong bếp vẫn không ngừng sát sinh tôm cua cá. Còn khẩu nghiệp thì lại càng nặng nề. Lời nói của ông mang đầy giọng trào phúng, châm biếm người khác. Mỗi lời đều như mũi dao sắc, làm kích động tới thần Phật không biết bao nhiêu cho kể. Chuyện tà dâm mặc dù không có rõ ràng xác thực, nhưng khi nhìn thấy con gái nhà người ta dung mạo mỹ miều, trong lòng ông vẫn bị rung động. Chỉ là không có duyên để kết thành tội. Không những thế, ông lại cho rằng điều mình làm sằng bậy lại không nghiêm trọng. Những tấu sớ ông đốt hàng năm đều được chuyển lên tới Ngọc Đế rồi. Ngọc Đế cũng đã từng cử người đi điều tra chuyện của ông, nhưng không có một việc thiện nào đáng để ghi chép. Ngược lại, chỉ càng nhìn thấy các loại lòng tham, dâm dục, đố kỵ tràn đầy trong ông. Trong ông chỉ chứa đầy hận thù mà lại đòi phúc báo. Ý nghĩ của ông chứa đầy ác ý như vậy, chỉ sợ trốn không thoát khỏi tai họa, chứ còn cầu xin gì phúc báo được nữa." Sau khi ông Judo nghe được câu chuyện, trong lòng vô vàn hoảng hốt, sợ hãi, quỳ sụp xuống đất, khóc ròng mà nói:
Ông đã tinh thông những việc âm gian như vậy, chắc chắn là thần. Cầu xin ông hãy ra tay cứu độ chỉ bảo. Ông Trương nói, ông nói ông tin thần, tin Phật, nhưng lòng tin đó không sâu sắc, những việc hành thiện cũng không lâu dài, chỉ là làm qua quýt cho xong chuyện. Ông thử nghĩ xem, đã làm những việc như vậy mà còn kỳ vọng được phúc báo, chẳng phải giống như trồng cây gai lại mong muốn được hưởng quả ngọt hay sao? Hy vọng từ nay về sau, ông có thể vứt bỏ sự tham lam vô độ, trừ bỏ sự phóng túng bừa bãi, không màng danh lợi, không cầu phúc báo, tận sức hành thiện làm việc tốt, kiên trì lâu dài sẽ tự có hiệu nghiệm. Bởi gia đình ông rất thành kính với ta, nên ta đến để điểm hóa, nhắc nhở ông. Nói xong, ông lão đi vào bếp và biến mất. Tới lúc này, gia đình ông Đô mới biết đó là táo quân nhà mình hiển linh tới cứu giúp, đoạn vội vàng thắp hương lễ tạ. Ngày hôm sau là sáng mùng 1 Tết, trước bài vị tổ tiên và bàn thờ trời đất, gia đình ông phát nguyện tích đức hành thiện, tu tâm thanh khiết theo chỉ dạy, quyết loại bỏ các loại dục vọng. Mỗi lời nói cử chỉ, ông đều tự kiểm soát bản thân và luôn nhắc nhở mình, trên đầu ba thước có thần linh, không lừa gạt hay làm điều xấu. Không những vậy, gia đình ông còn thường xuyên khuyên người khác tích đức hành thiện, khuyến thiện mọi người. Gia đình ông Đô cứ âm thầm tích đức hành thiện như vậy. Đến năm ông 50 tuổi, ông được tiến cử làm thầy dạy cho con trai của Trương Cư Chính, một học giả nổi tiếng thời ấy. Sau khi được tuyển chọn, ông cùng vợ và con gái tới Nam Kinh sống. Một ngày nọ, ông du đồ tới bái kiến Dương Công, một vị thái giám ở trong hoàng cung. Vị thái giám gọi 5 người con nuôi ra chào hỏi, trong đó có một cậu bé tuổi chừng 16 đã khiến ông du đồ ấn tượng mạnh mẽ. Nhìn tướng mạo, dáng vẻ của cậu có cái gì đó rất quen thuộc gần gũi, liền tới hỏi tung tích quê quán. Cậu bé trả lời, con là người Giang Tây, khi còn nhỏ đã đi đến một thuyền chứa lương thực và bị thất lạc gia đình. Bây giờ con chỉ nhớ mang máng về tên họ cũng như làng xóm khi xưa. Hỏi tới đây, ông du đồ có hơi ngạc nhiên, liền bảo cậu bé cởi giày ra và cho xem bàn chân trái. Quả nhiên thấy hai nốt ruồi vẫn còn đó, ông kêu lên và khóc nấc. Đội ơn trời Phật phù hộ hiển linh, đây đúng là con trai con rồi. Vị thái giám cũng kinh ngạc không kém, liền đưa cha con ông về nhà. Về đến nhà ông, liền kể rõ sự tình cho vợ mình nghe. Vợ ông ôm chặt lấy cậu con trai bị thất lạc bấy lâu mà khóc lóc thảm thiết, tới mức máu và nước mắt hòa làm một. Cậu con trai cũng khóc ròng, mừng mừng tủi tủi khi tìm lại được gia đình, tay nâng khuôn mặt tràn đẫm lệ của mẹ, lau khô những giọt lệ trên mắt, trên má mẹ. Đột nhiên, như một phương thuốc thần kỳ, đôi mắt người mẹ bỗng nhiên lại sáng rõ như xưa. Ông du đồ nhìn thấy cảnh gia đình đoàn viên thì trong tâm mãn nguyện vui mừng. Với ông, như vậy là đủ, cũng chẳng mong cầu quan tước gì, xin từ chức về cố hương. Nghe được câu chuyện của ông, Trương Cư Chính vô cùng khâm phục, liền tặng rất nhiều vật phẩm cho phép ông tọa nguyện. Trở về quê hương, gia đình ông càng nỗ lực hành thiện tích đức. Sau khi con trai kết hôn, lại sinh liền cho ông 7 người cháu trai, sau này đều học hành thành tài, kế thừa truyền thống ham học của cha ông. Ông du đồ cũng đích thân chép lại câu chuyện gặp táo quân và việc thay đổi tích đức, hành thiện, lưu lại làm bài học giáo dục cho con cháu noi theo. Ông sống thọ tới 80 tuổi rồi mới qua đời. Mọi người đều nói bởi ông tích đức hành thiện, kịp thời hối cải nên mới nhận phúc báo to lớn, cải biến cả số mệnh. Phật gia giảng nhân quả, thiện ác hữu báo, nhưng vì sao rất nhiều người thiện lương lại luôn sống trắc trở long đong? Kỳ thực, thiện ác đều có báo, chỉ là con người có ngộ ra không mà thôi.
Trước đây, có một vị hòa thượng vì muốn tu sửa chùa nên đã xuống núi để hóa duyên. Nhưng dẫu hòa thượng đi suốt nhiều ngày trời mà vẫn không có một ai phát tâm quyên góp. Nhìn thấy lão hòa thượng vẫn ngày ngày đội nắng đội mưa bước đi ròng rã, cậu bé đánh giày trên đường đã động lòng trắc ẩn, đem toàn bộ số tiền tích góp được đưa cho hòa thượng. Hành động này của cậu khiến người dân trong vùng đều cảm động. Họ truyền tay nhau rằng, thằng bé đánh giày ấy, nó mồ côi như thế, nghèo khổ như vậy, lại suốt ngày đau yếu. Vậy mà tâm thiện lương lại khiến người lớn chúng ta phải hổ thẹn. Thế là người này đem bố thí vài đồng, người kia hào phóng bỏ ra vài chục. Người nọ thấy hàng xóm của mình đi bố thí thì cũng bắt chước làm theo. Rất nhanh chóng, lão hòa thượng đã có đủ số tiền để tu sửa chùa. Nhưng chẳng bao lâu sau, tai họa ập liên tiếp lên người cậu bé tội nghiệp. Vì toàn bộ số tiền tiết kiệm đã dùng hết, tiền công đánh giày mỗi ngày lại chẳng được bao nhiêu, nên cậu bé không thể tiếp tục mua thuốc thang nữa. Bệnh tình ngày một trầm trọng hơn, khiến cả hai mắt của cậu đều mù lòa. Vì mất đi đôi mắt, cậu cũng không thể đi đánh giày, không thể tự nuôi sống bản thân được nữa. Có người đàn bà hóa xót thương tình cảnh của đứa trẻ nghèo đã đưa cậu về nhà nhận làm con nuôi. Chẳng ngờ rằng mới được dăm ba hôm thì cậu bé bất cẩn ngã xuống hố phân mà chết. Chuyện này vừa truyền ra, người dân cả vùng đều xôn xao bàn tán. Vì sao thằng bé nhân hậu ấy lại gặp phải những chuyện bất hạnh thế này? Ông trời không có mắt hay sao? Đúng là ở hiền mà chẳng gặp lành. Nỗi bất hạnh của đứa trẻ đánh giày như một gáo nước lạnh khiến người ta hoài nghi về nhân quả, thiện báo, ai ai cũng hoang mang với những câu hỏi lớn trong lòng. Lúc này, lão hòa thượng đang ngồi đả tọa trong chùa. Trong lúc nhập định, ông bỗng nhìn thấy cậu bé đánh giày bước tới, chắp tay lạy ông một cách cung kính. Lão hòa thượng nhìn đứa trẻ với ánh mắt từ bi, ông hiểu rằng cậu bé có điều muốn nói. Thưa sư phụ, giờ con đã hiểu vì sao cuộc đời của con lại bi thảm như vậy. Vì trong một kiếp sống trước đây, con đã tạo quá nhiều ác duyên, từng phải làm thân trâu ngựa để trả một phần nợ nghiệp. Rồi khi chuyển sinh thành người, thân thể con cũng không được kiện toàn, sinh ra đã yếu ớt, đau ốm triền miên. Diêm Vương phán quyết rằng con đời này là đứa trẻ mồ côi bệnh tật, đời sau phải bị mù hai mắt và đời kế tiếp là bị tàn tật rồi rơi vào hố phân mà chết. Nhưng vì con đã phát tâm từ bi, bố thí cho nhà chùa, Ngài Diêm Vương nói rằng con sống cực khổ như vậy mà vẫn còn thiện tâm giúp đỡ người khác, đặc biệt giúp đỡ người tu hành, nên việc làm ấy đã tiêu trừ rất nhiều tội nghiệp. Hơn nữa, còn cho con được trả sạch nghiệp nợ ba đời vào trong một kiếp sống, đời sau không còn phải chịu ác báo nữa. Bởi vậy, con xin sư phụ giúp con đem đoạn nhân duyên này nói rõ với thế gian để giải trừ nghi hoặc trong lòng họ, giúp họ hiểu rằng nhân quả báo ứng là có thật, tích đức hành thiện mới có được phúc báo về sau. Làm được điều ấy cũng là sư phụ từ bi đã giúp con tích thêm chút công đức vậy. Lão hòa thượng khẽ gật đầu và nói, ta mừng là sau nhiều khổ nạn, cuối cùng con đã tỉnh ngộ rồi. Đời là bể khổ, nhân gian là cõi mê, ta chỉ mong con sớm bước vào cửa tu hành, thoát khỏi ải trầm luân. Cảm tạ sư phụ đã khai thị, cho con hiểu điều gì mới là ý nghĩa lớn nhất của sinh mệnh. Con xin được phát tâm, được quy y Tam Bảo, nhất định con sẽ còn gặp lại sư phụ vào một ngày không xa. Giờ con phải trở về âm phủ để bẩm báo Diêm Vương rồi, xin được từ biệt ngài ở đây. Nói xong, cậu bé lại chắp tay, lại tạ hòa thượng một lần nữa. Cậu bé vừa rời đi thì lão hòa thượng cũng xuất định. Trong lòng ông vừa mừng lại vừa phảng phất nỗi bi thương. Mừng là bởi cậu bé ấy đã có thể kết thúc nghiệp báo của mình, thấu hiểu lẽ nhân sinh mà chọn lựa con đường đúng đắn cho sinh mệnh. Nhưng cõi nhân gian này, có mấy ai hiểu được đây?
Lời Phật dạy đã hơn 2.000 năm rồi, nhưng người ta chỉ nhìn vào số kiếp long đong của một đứa trẻ lương thiện mà phủ nhận tất cả. Người ta tin vào những điều mắt thấy tai nghe mà cho rằng nhân quả chỉ là lời mê tín. Nhưng tầm mắt của con người quá ư hạn hẹp, nếu chỉ dùng mắt thịt để phán đoán sự việc thì biết bao giờ mới thoát khỏi cơn mê. Trong Cơ Đốc giáo cũng có một câu chuyện kể rằng, sau khi Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên thập tự giá, rất nhiều tông đồ đã nhìn thấy Chúa Giê-xu hiện ra với họ. Nhưng có một tông đồ là Tô-ma đã khăng khăng nói rằng, chỉ khi được nhìn thấy tận mắt thì ông mới tin. Một ngày, Chúa lại hiện ra trước mặt các tông đồ. Lúc này Tô-ma mới thốt lên, lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Khi ấy, Chúa Giê-xu đã nói với Tô-ma rằng, Tô-ma, vì con đã nhìn thấy Thầy nên con mới tin, nhưng phúc cho những ai không thấy mà tin. Đời người là mộng ảo, con người sống trong mê, người ta vì thiếu mất một chữ tin, không tin đạo lý, không tin nhân quả, không tin những lời giảng dạy của thánh nhân mà thả trôi theo vòng danh lợi để rồi mãi mãi quẩn quanh trong nghiệp báo. Nhưng kỳ thực, nhân quả, nghiệp báo vẫn luôn là thiên lý bất biến ngàn đời qua. Tâm thiện lành, buông bỏ mọi điều ác, lớn và nhỏ, từ thân khẩu ý. Đây là giáo lý của Phật. Thời nay, người ta đi khắp nơi để cầu phước báo, và họ thường ghé ngang tu viện Quách Ba Bông này. Nếu họ không ghé ngang trên đường đi, thì họ ghé ngang trên đường trở về. Có người vội vã đến đồ, tôi không có cơ hội để nhìn hay nói chuyện với họ. Đa số mọi người tìm kiếm phước báo. Tôi không thấy nhiều người muốn tìm cách sửa đổi lối sống sai trái của họ. Họ lo kiếm phước báo đến đồ, họ không biết họ sẽ để nó ở đâu. Nó cũng giống như việc nhuộm một miếng vải bẩn chưa giặt. Các tăng sĩ giảng dạy thẳng thắn, nhưng có bao nhiêu người thực hành? Phần lớn là bởi vì họ không hiểu. Nếu họ hiểu thì dễ hơn nhiều. Giả sử có một cái lỗ và có một thứ gì ở dưới đáy, nếu có người thò tay vào cái lỗ mà không thể chạm đến đáy, họ nói rằng cái lỗ đó quá sâu. Hàng trăm hàng ngàn người có thể thò tay xuống cái lỗ đó và đều nói rằng cái lỗ quá sâu. Không ai nói rằng cánh tay của họ quá ngắn cả. Sớm muộn rồi, những người tìm kiếm phước báo này sẽ phải bắt đầu tìm cách xa rời những việc làm sai lầm của họ. Nhưng không bao nhiêu người muốn làm thế. Giáo lý của Đức Phật quá ngắn gọn, thế mà đa số người cứ lờ đi, giống như cách họ ghé qua Quách Ba Bông. Đối với đa số người, Phật Pháp là như vậy đó, là chỗ để đổ lại một chút. Chỉ có vài hàng chữ thôi, không có gì phức tạp cả. Thứ nhất là tránh làm mọi việc ác. Đó là giáo lý của Phật. Đây là cốt tủy của Phật Pháp, nhưng người ta cứ lờ đi, bởi họ không muốn điều này. Buông bỏ mọi điều ác, lớn và nhỏ, từ thân khẩu ý. Đây là giáo lý của Phật. Nếu muốn nhuộm một mảnh vải, chúng ta cần giặt nó sạch trước. Nhưng nhiều người không làm như vậy. Họ không xem xét miếng vải trước, mà chỉ việc nhúng nó ngay vào thao thuốc nhuộm. Nếu miếng vải dơ bẩn, nhuộm màu chỉ khiến cho nó xấu xí hơn. Thử nghĩ đi, nhuộm một cái vẻ cũ bẩn thỉu có làm cho nó đẹp hơn không? Bạn thấy không, đây là cách mà Phật Pháp được giảng dạy. Nhưng đa số con người cứ lờ đi. Họ muốn làm việc thiện, nhưng không muốn buông bỏ thói quen xấu của họ. Cũng giống như nói là cái lỗ quá sâu, trong khi đó là bởi vì cánh tay quá ngắn. Chúng ta phải quay lại với chính mình. Với sự giảng dạy này, bạn phải bước lùi lại và nhìn vào chính mình. Đôi lúc người kiếm phước báo đi đầy cả một chuyến xe buýt. Đôi lúc họ còn cãi giả nhau trên xe hay uống rượu say mềm. Nếu bạn hỏi họ đi đâu thì họ bảo là họ đi kiếm phước báo. Họ muốn phước báo nhưng họ không buông bỏ điều ác. Họ sẽ chẳng bao giờ tìm được phước báo bằng cách đó. Con người là như thế. Bạn phải nhìn vào chính mình, nhìn thật kỹ.
Đức Phật dạy về sự chánh niệm và sự nhận biết chính mình trong mọi tình huống. Điều ác phát sinh từ thân, khẩu, ý. Nguồn gốc của mọi điều thiện và điều ác nằm trong hành động, lời nói và tư tưởng. Đây là nơi bạn cần phải nhìn, ngay nơi đây. Nhìn xem hành vi của bạn có sai trái hay không. Người ta không thật sự nhìn vào những thứ này, giống như một người đang rửa chén với vẻ mặt cao có giận dữ. Bà ta quá chú tâm vào việc chùi sạch chén bát mà không nhận biết sự dơ bẩn trong tâm của chính mình. Bà ta đang nhìn quá xa, không phải sao? Người ta tập trung hết sức vào việc chùi rửa chén bát đến độ họ cho phép tâm của mình dơ bẩn. Như vậy là không tốt, họ quên mất chính mình. Bởi vì không thấy chính họ, con người có thể làm đủ thứ điều xấu. Khi người ta dự định làm một điều gì xấu, họ nhìn quanh xem có ai thấy họ không. Mẹ mình có thấy không nhỉ? Còn chồng mình, con mình, vợ mình, họ đang sỉ nhục chính mình. Họ nghĩ rằng không ai nhìn thấy, nên họ nhanh chóng hoàn tất ý đồ của họ trước khi có người nhìn thấy. Nhưng còn chính họ thì sao? Họ không phải là một người nào đó sao? Bạn thấy không? Bởi vì họ quên chính mình như thế, nên con người không bao giờ biết được điều gì là thật sự quan trọng. Họ không biết được chánh pháp. Nếu bạn nhìn vào chính mình, bạn sẽ thấy chính mình. Bất cứ khi nào bạn sắp làm một điều ác, nếu bạn nhìn thấy chính mình đúng lúc, bạn có thể ngừng lại. Nếu bạn muốn làm một điều thiện, hãy nhìn vào chính mình. Nếu bạn biết cách nhìn vào chính mình, bạn sẽ biết phân biệt giữa điều thiện và điều ác, cái lợi và cái hại, đức hạnh và nết xấu. Nếu tôi không nói về những điều này, bạn sẽ không biết về chúng. Tâm bạn sẽ chứa đầy lòng tham và ảo tưởng, nhưng bạn vẫn không biết. Bạn sẽ không biết điều gì cả nếu bạn cứ nhìn ở bên ngoài. Đó là vấn đề với những người không nhìn vào chính mình. Nhìn vào bên trong, bạn sẽ thấy điều thiện và điều ác. Nhìn thấy sự thiện lành, chúng ta có thể nhớ mà làm theo như vậy. Buông bỏ điều ác, thực hành điều thiện, đây là cốt tủy của Phật Pháp. Thân, khẩu, ý, không làm bất cứ điều ác nào. Đó là chánh pháp, là sự tu hành đúng đắn, là giáo lý của Đức Phật. Rồi miếng vải của chúng ta sẽ sạch sẽ. Và rồi chúng ta sẽ có được tất cả sự thiện lành và đức hạnh. Nếu tâm đã thiện lành và đức hạnh, chúng ta không phải đáp xe buýt đi khắp nơi để tìm kiếm phước báo. Ngay cả ngồi ở nhà, chúng ta cũng có thể đạt được phước báo. Nhưng đa số người cứ đi khắp nơi để kiếm phước báo mà không buông bỏ thói ác của họ. Họ trở về nhà tay không, và rồi họ lại chùi rửa chén bát với vẻ cau có, bực bội. Nhìn vào bên trong là điều mà người ta không muốn làm, cho nên họ cách xa phước báo rất nhiều. Dù chúng ta có biết tất cả những điều này, nhưng nếu chúng ta không thực sự biết nó từ bên trong, Phật Pháp không đi vào tâm của chúng ta. Nếu tâm chúng ta thiện lành và đức hạnh, nó sẽ hạnh phúc, có một nụ cười trong tâm chúng ta. Nhưng phần lớn chúng ta không có thời giờ để mỉm cười. Chúng ta chỉ có thể miễn cưỡng mỉm cười khi cuộc đời trôi chảy. Đối với đa số người, hạnh phúc là khi sự việc diễn tiến theo cách họ muốn, là khi mà mọi người trên thế giới chỉ nói những điều tốt đẹp với họ. Nếu đây là điều bạn muốn, làm sao bạn có thể sống hạnh phúc? Làm sao chúng ta có thể khiến cho người khác chỉ nói những gì chúng ta thích nghe mỗi ngày? Có thể nào không? Ngay cả con cái của bạn, chúng có bao giờ nói điều gì làm phật lòng bạn không? Bạn có bao giờ làm cha mẹ mình nổi giận không? Không chỉ người khác, mà ngay chính đầu óc của chúng ta có thể khiến cho chúng ta bực tức. Đôi lúc chúng ta nghĩ đến những chuyện buồn. Bạn có thể làm gì được chứ? Bạn có thể đang đi và bỗng nhiên vấp té. Ấy da, đau quá. Vấn đề là gì thế? Ai làm ai trượt té vậy? Bạn đổ lỗi cho ai đây? Nó là lỗi của bạn. Ngay cả đầu óc của chúng ta cũng có thể làm phiền chúng ta. Đôi lúc chúng ta làm những việc mà ngay cả chúng ta cũng không thích. Nhiều lắm là bạn la lên, đồ chó.
đâu có ai khác để trách mắng. Chúng ta phải dựa vào Phật Pháp để tìm hạnh phúc, bất kể đó là gì, bất kể điều gì đó là đúng hay sai. Đừng bám chặt một cách mù quáng vào đó. Chỉ việc nhận biết nó và rồi buông bỏ nó. Khi tâm thanh thản, bạn có thể mỉm cười. Giây phút mà bạn bực tức một điều gì, tâm rối ren, và rồi không còn gì là tốt nữa cả. Một khi dứt sạch các phiền não, tâm sẽ không còn lo âu, chỉ có sự bình an, thiện lành và đức hạnh. Khi tâm chiếu diệu và không còn điều ác, nó thanh thản, tâm tĩnh lặng và bình an là thành quả lớn lao nhất của con người. Trong Phật Pháp, phước báo là buông bỏ điều ác. Khi không còn điều ác, tâm không còn chỗ cho bất kỳ sự lo lắng nào. Khi không còn lo lắng, tâm sẽ tĩnh lặng. Tâm tĩnh lặng là tâm thanh tịnh, không còn một tư tưởng oán giận nào nữa. Làm sao để cho tâm trong sáng? Chỉ bằng cách nhận biết nó. Chẳng hạn, bạn có thể nghĩ: hôm nay tôi cảm thấy rất bực bội, điều gì cũng làm cho tôi khó chịu, ngay cả mấy cái đĩa trong tủ chén bát. Có thể bạn cảm thấy như muốn đập chúng bể nát. Bất cứ thứ gì trước mắt bạn đều khiến bạn bực bội. Gà, vịt, chó, mèo, bạn ghét tất cả. Bất cứ điều gì chồng bạn nói đều khiến bạn bực tức. Ngay cả khi nhìn vào tâm chính mình, bạn cũng thấy bất mãn. Bạn phải làm gì trong trường hợp như thế? Cảm giác đau khổ từ đâu đến vậy? Điều này được gọi là không có phước báo. Hiện nay tại Thái Lan, người ta tin rằng khi một người chết, phước báo của họ mất theo. Nhưng sự thật thì không phải vậy. Có rất nhiều người còn sống mà đã hết phước báo rồi. Đi trên những chuyến xe kiếm phước báo này cũng giống như xây cất một căn nhà xinh đẹp mà không chuẩn bị nền móng cho tốt trước. Không bao lâu căn nhà sụp đổ, bạn phải làm lại từ đầu với một phương pháp khác. Bạn phải nhìn vào chính mình, nhìn vào những tật hư thối xấu nơi thân, khẩu, ý của bạn. Còn nơi nào khác để bạn tu hành nữa chứ? Con người đi lạc hướng, họ muốn tu hành chánh pháp ở một nơi thật bình an, trong rừng tại Wat Pa Bong. Nhưng Wat Pa Bong có bình an không? Không, không thật sự bình an đâu. Nơi thật sự bình an là trong căn nhà của chính bạn. Nếu bạn có trí huệ, ở bất cứ nơi nào bạn cũng đều cảm thấy tự tại. Thế giới vô sự cả. Cây cối trong rừng đều vô sự, cây cao, cây thấp, cây rỗng ruột, đủ thứ. Chúng chỉ là vậy thôi. Nhưng chúng ta không nhận biết bản chất thật của chúng mới có ý kiến này đó. Cây này quá thấp, cây này rỗng ruột. Những cây đó chỉ giản dị là cây cối thôi. Chúng tốt hơn chúng ta. Hãy để cây cối dạy dỗ cho bạn. Bạn học được điều gì từ chúng không? Bạn nên cố học ít nhất một điều từ chúng. Có quá nhiều cây, tất cả đều có một điều gì đó để dạy dỗ bạn. Phật Pháp hiện hữu ở khắp mọi nơi, trong khắp cả thiên nhiên. Bạn nên biết điều này. Đừng ở đó than phiền là cái lỗ quá sâu. Hãy nhìn lại cánh tay của bạn đi. Nếu bạn nhìn thấy điều này, bạn sẽ hạnh phúc. Nếu bạn kiếm được phước báo hay giữ được giới hạnh, hãy để nó trong tâm bạn. Đó là nơi tốt nhất để bảo tồn nó. Kiếm phước báo theo cách bạn làm hôm nay cũng được, nhưng đó không phải là cách tốt nhất. Đóng góp vào quỹ xây cất tu viện cũng có phước báo, nhưng đó cũng không phải là điều tốt nhất. Làm cho tâm của bạn thiện lành là điều tốt nhất. Bằng cách đó, bạn sẽ tìm thấy sự thiện lành bất kỳ bạn đến đây hay ở nhà. Hãy tìm thấy sự ưu việt này trong tâm của bạn. Những cấu trúc bên ngoài như chánh điện này chỉ là cái vỏ cây, chúng không phải là lõi cây. Nếu bạn có trí huệ, bất cứ ở đâu bạn cũng đều nhìn thấy Phật Pháp. Nếu bạn thiếu trí huệ thì ngay cả những điều tốt cũng trở thành xấu. Sự xấu này từ đâu đến vậy? Từ trong tâm của chúng ta. Hãy thử xem tâm này thay đổi ra sao.
Vợ chồng đang chung sống vui vẻ, họ có thể chuyện trò với nhau rất vui vẻ. Nhưng có một ngày, khi họ bực tức, bất cứ điều gì người hôn phối của mình nói ra cũng đều khiến mình khó chịu. Tâm trở nên xấu đi, nó lại thay đổi. Cho nên để có thể buông bỏ điều ác và trao dồi điều thiện, bạn không cần phải tìm kiếm ở một nơi nào khác. Nếu tâm của bạn trở nên xấu, đừng nhìn vào những người khác, chỉ nhìn vào chính tâm của mình và tìm xem những tư tưởng này từ đâu đến. Tại sao đầu óc nghĩ những thứ như thế? Hãy biết rằng tất cả mọi thứ đều tạm bợ. Tình yêu tạm bợ, sự thù ghét cũng tạm bợ. Bạn có thương yêu con cái của mình không? Dĩ nhiên là có. Bạn có bao giờ ghét chúng không? Tôi sẽ trả lời điều đó cho bạn luôn. Bạn có lúc tức giận chúng, phải không? Bạn không thể quẳng chúng đi, phải không? Tại sao không? Con cái không giống như những viên đạn. Đạn thì bắn ra ngoài, nhưng con cái bắn ngay vào tim của cha mẹ. Nếu con cái ngoan hiền, cha mẹ nhận lấy sự ngoan hiền đó. Nếu con cái hư đốn, cha mẹ cũng nhận lấy sự hư đốn đó. Bạn có thể cho rằng con cái là nghiệp quả của bạn. Có nghiệp tốt mà cũng có nghiệp xấu. Cả hai thứ tốt và xấu đều ở đó, nơi con cái của bạn. Nhưng ngay cả những đứa xấu cũng quý giá. Có thể một đứa sinh ra đã bại liệt hay tật nguyền, và bạn càng thương yêu nó hơn những đứa khác. Mỗi khi đi vắng nhà, dầu chỉ một lúc, bạn phải để lại lời nhắn nhủ: nhớ chăm sóc cho đứa út nhé, nó yếu ớt lắm. Bạn thương nó hơn cả những đứa con khác. Con cái là nghiệp quả của bạn, chúng thích hợp với người chủ của chúng. Chúng là nghiệp chướng của bạn, nên bạn phải có bổn phận đối với chúng. Nếu chúng thật sự làm cho bạn đau khổ, hãy tự nhắc nhở mình, đó là nghiệp quả của mình. Nếu chúng làm bạn vui vẻ, hãy tự nhắc nhở mình, đó là nghiệp quả của mình. Đôi lúc đời sống gia đình căng thẳng đến độ bạn muốn trốn chạy đi nơi khác. Có khi tệ đến nỗi có người còn nghĩ đến việc treo cổ tự vẫn. Nó là nghiệp chướng. Chúng ta phải chấp nhận sự thật. Đừng làm những điều dại dột, rồi bạn sẽ có thể nhìn thấy chính mình rõ ràng hơn mỗi ngày. Đây là lý do tại sao bạn cần tập quán xét sự việc. Khi hành thiền, bạn có thể sử dụng một đối tượng như chữ Buddha hay một câu nói khác. Chẳng hạn, mỗi khi bạn cảm thấy bức rứt, mỗi khi đầu óc nghĩ ngợi lung tung, chỉ việc nói, thì sao chứ? Khi bạn cảm thấy dễ chịu hơn, chỉ việc nói, thì sao chứ? Cảm giác này đâu có chắc chắn. Nếu bạn yêu một người nào, chỉ việc nói, thì sao chứ? Khi bạn cảm thấy muốn tức giận, chỉ việc nói, thì sao chứ? Bạn có hiểu không? Bạn không phải nghiên cứu tam tạng kinh điển để biết phải làm sao. Chỉ việc nói thì sao chứ? Điều này có nghĩa là nó chỉ tạm bợ thôi. Tình yêu tạm bợ, sự thù ghét cũng tạm bợ, điều thiện cũng tạm bợ, sự ác cũng tạm bợ. Làm sao chúng có thể thường hằng được? Có sự thường hằng vĩnh cửu nào ở trong chúng không? Phút này thì yêu thương, phút sau thì thù ghét. Là như thế đó. Đó là tại sao tôi nói rằng mỗi khi tình thương phát sinh, chỉ việc nói với nó thì sao chứ? Nó sẽ tiết kiệm cho bạn rất nhiều thời gian. Bạn không phải nói vô thường, khổ, vô ngã. Nếu bạn không muốn một thiền án dài dòng chỉ việc sử dụng câu nói giản dị này. Nếu tình yêu phát sinh, trước khi bạn chìm đắm trong đó, hãy tự nhủ, thì sao chứ? Thế là đủ. Mọi thứ đều vô thường. Chỉ nhìn thấy bấy nhiêu thôi là nhìn thấy cốt tủy của Phật Pháp. Bây giờ nếu mọi người nói thì sao chứ? Thường xuyên hơn và huấn luyện chính mình theo cách này thì mọi ràng buộc sẽ tiêu tan dần. Con người sẽ không dính mắc vào sự yêu thương hay thù ghét. Họ không bám víu vào việc gì nữa. Họ sẽ đặt niềm tin của mình vào chân lý, không vào những thứ khác. Chỉ biết bấy nhiêu là đủ rồi. Bạn còn muốn biết gì khác nữa? Sau khi nghe Pháp, hãy ráng nhớ những lời giảng dạy. Bạn nên nhớ điều gì? Thiền định, có hiểu không? Nếu bạn hiểu và tin tưởng vào Phật Pháp, đầu óc sẽ ngừng quấy nhiễu bạn.
Nếu tâm cảm thấy tức giận, chỉ việc nói, thì sao chứ? Nó là vô thường, và thế là đủ. Nó ngừng ngay tại đó. Nếu bạn vẫn chưa hiểu, hãy suy ngẫm thêm một chút. Chương 5. Lục căn, cội nguồn của trí huệ. Lục căn có thể mang đến cho chúng ta sự khoái lạc và mê đắm, nhưng chúng cũng có thể dẫn tới sự hiểu biết và trí huệ. Chúng ta quyết định tu hành theo Phật Pháp để mong đạt được tâm bình an. Nhưng sự bình an chân thật là gì? Sự bình an chân thật, Đức Phật nói, không ở đâu xa xôi, nó ở ngay bên trong chúng ta, chỉ là chúng ta không nhận ra nó mà thôi. Ai cũng mong tìm được sự bình an, nhưng chỉ thấy toàn là sự kích động và hỗn loạn. Họ không tin vào chính mình và chưa thỏa mãn với sự tu hành của mình. Nó tương tự như khi chúng ta rời khỏi nhà, đi hết nơi này đến nơi kia, nhưng chừng nào chúng ta chưa về lại nhà, chúng ta sẽ không thấy thỏa mãn. Chúng ta vẫn còn công việc để làm. Đó là bởi vì hành trình của chúng ta chưa hoàn tất, chúng ta chưa đạt đến mục tiêu của mình. Ai cũng muốn được bình an. Khi tôi còn trẻ, tôi tìm kiếm nó khắp nơi, nhưng đến đâu tôi cũng không thỏa mãn. Tôi lang thang trong rừng, viếng thăm nhiều vị thầy, đi nghe nhiều buổi thuyết pháp, nhưng ở đâu tôi cũng không thấy thỏa mãn. Tại sao vậy? Chúng ta tìm kiếm sự bình an ở những nơi có rất ít cảnh sắc, âm thanh, mùi vị, tin rằng sống yên tĩnh như thế sẽ dẫn tới sự mãn túc. Nhưng sự thật thì, nếu chúng ta sống quá yên lặng ở những nơi mà không có gì xảy ra cả, trí huệ làm sao có thể phát sinh? Chúng ta có cảm nhận được một điều gì không? Thử nghĩ đi, điều gì sẽ xảy ra nếu mắt không nhìn thấy cảnh sắc, mũi không ngửi được gì, lưỡi không nếm được vị nào, thân thể không có cảm xúc? Sống như thế là sống như một người đuôi và điếc, một người mà mũi và lưỡi đã sức mất và thân thể hoàn toàn tê liệt, còn có gì ở đó nữa không? Vậy mà nhiều người nghĩ rằng nếu họ đi đến một nơi không có gì xảy ra, họ sẽ tìm được sự bình an. Khi mới xuất gia, tôi ngồi thiền và cảm thấy nhiều tiếng động quấy nhiễu mình. Tôi nghĩ, làm sao để cho tâm được bình an đây? Thế là tôi lấy sáp ong nhét vào hai lỗ tai để tôi không thể nghe gì nữa. Tôi nghĩ rằng như thế là bình an rồi. Nhưng không, tất cả những tư tưởng và sự hỗn mang không đến từ lỗ tai. Chúng đến từ trong tâm của tôi. Đó mới là nơi để tìm kiếm sự bình an. Cho nên, dầu là ở đâu, bạn cũng không muốn làm điều gì cả, bởi vì bạn cho rằng những việc đó chỉ quấy nhiễu sự tu hành của bạn. Bạn không muốn quét sân hay làm những việc như vậy, bạn chỉ muốn ngồi yên và tìm sự bình an theo kiểu đó. Vị thầy yêu cầu bạn giúp đỡ trong công việc hàng ngày, nhưng bạn chỉ làm cho chiếu lệ, bởi vì bạn cho rằng đó là những chuyện bên ngoài. Một trong các đệ tử của tôi rất muốn buông bỏ và tìm sự bình an. Tôi từng giảng dạy về sự buông bỏ, nên anh ta nghĩ rằng bằng cách buông bỏ tất cả, anh sẽ được bình an. Ngay ngày đầu tiên đến đây, anh từ chối làm bất cứ công việc gì. Ngay cả khi gió thổi bay mất nửa cái mái chòi của mình, anh cũng không làm gì cả. Anh nói rằng đó chỉ là chuyện bên ngoài, thế là anh không bận tâm sửa chữa nó. Khi nắng chiếu, anh dời qua, khi mưa rơi, anh dời lại. Công việc duy nhất của anh là tìm kiếm sự bình an, những việc khác không đáng để bận tâm. Một hôm tôi đi ngang qua chòi của anh, nhìn thấy mái nhà sụp đổ. Ủa, chòi của ai vậy? Tôi hỏi. Khi biết đó là chòi của anh ta, tôi mới nói chuyện với anh, giải thích nhiều việc. Chẳng hạn như bổn phận của tăng sĩ đối với chỗ trú ẩn của mình. Chúng ta phải có một nơi trú ẩn
và chúng ta phải chăm sóc cho nó. Buông bỏ không phải giống như vậy. Nó không có nghĩa là trốn tránh trách nhiệm của mình. Đó là hành vi của một người ngu. Khi trời mưa, anh dời qua phía bên này cái chòi. Rồi khi trời nắng chói chang, anh dời trở lại phía bên kia. Tại sao vậy? Tại sao anh không quan tâm gì cả thế? Tôi giảng giải cho anh ta một hồi lâu. Khi tôi nói xong, anh ta nói: "Ồ, tôi thật không hiểu. Lúc thì ngài dạy tôi buông bỏ, lúc thì ngài bảo tôi bám víu. Tôi không biết phải làm gì đây. Ngay cả khi mái nhà sụp đổ và tôi đã buông bỏ đến mức độ này, ngài vẫn cho rằng làm như thế là không đúng. Tôi thật không biết phải làm gì mới là đúng." Có những người như vậy đó, họ ngu đến như thế. Các giác quan như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm đều là những thứ có thể giúp bạn phát sinh trí huệ nếu chúng ta hiểu biết bản chất của chúng. Nếu chúng ta không thật sự hiểu biết chúng, chúng ta phải từ chối chúng, nói rằng chúng ta không muốn thấy, muốn nghe, vân vân, bởi vì chúng quấy nhiễu chúng ta. Nếu chúng ta dứt tuyệt những điều này, thì chúng ta lấy gì để mà quán chiếu? Đây là tại sao chúng ta cần phải thu thúc lục căn. Kiềm thúc là giới. Có giới luật về sự kiềm thúc lục căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm. Những thứ này là giới luật, và chúng là sự thiền định của chúng ta. Hãy suy ngẫm câu chuyện sau đây về Xá Lợi Phất. Có một lần, trước khi thọ giới tỳ kheo, ông nhìn thấy một vị sa môn đang đi khất thực và suy nghĩ. Vị tăng này rất khác thường. Ông không đi quá nhanh hay quá chậm, áo choàng thì rất cũ, nhưng phong thái thì thu thúc. Xá Lợi Phất cảm thấy thích vị tăng đó, nên tiến đến gần, cung kính chào và hỏi: "Thưa ngài, ngài là ai?" "Tôi là một sa môn." "Thầy của ngài là ai vậy?" "Đức Thích Ca Mâu Ni là thầy của tôi." "Đức Thích Ca Mâu Ni dạy điều gì thế?" "Ngài dạy rằng tất cả các pháp sinh khởi đều do nhân duyên. Khi chúng ngừng, đó là vì nhân duyên ngừng." Khi Xá Lợi Phất hỏi về Phật Pháp, vị sa môn cho ông một bài pháp ngắn về lý nhân quả. Các pháp sinh khởi bởi vì có nguyên nhân. Nhân đến trước và quả theo sau. Nếu muốn ngừng quả, nhân phải ngừng trước. Đó là tất cả những gì ông nói. Nhưng như thế là đủ đối với Xá Lợi Phất rồi. Đây là nguyên nhân cho sự phát sinh của pháp. Vào lúc đó, Xá Lợi Phất có đủ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm. Lục căn của ông đều nguyên vẹn. Nếu không có lục căn đó, liệu ông có đủ nhân duyên để trí huệ phát sinh không? Liệu ông có chứng ngộ được điều gì không? Nhưng đa số chúng ta sợ tiếp xúc, hoặc là chúng ta thích tiếp xúc, nhưng chúng ta không đạt được chút trí huệ nào từ đó cả. Thay vì vậy, chúng ta tiếp tục chạy theo lục căn, ham thích lục trần và chìm đắm trong đó. Lục căn có thể mang đến cho chúng ta sự khoái lạc và mê đắm, nhưng chúng cũng có thể dẫn tới sự hiểu biết và trí huệ. Cho nên, chúng ta nên sử dụng mọi thứ để tu tập, ngay cả những điều xấu. Khi chúng ta nói về sự tu hành, chúng ta không chỉ đề cập đến những điều thiện lành và tốt đẹp. Không phải vậy. Trong thế giới này, có thứ chúng ta thích, có thứ chúng ta không thích. Thường thì những gì chúng ta thích, chúng ta muốn có, ngay cả với những người xuất gia. Bất cứ vị tăng nào chúng ta không thích, chúng ta không muốn liên hệ với ông, chúng ta chỉ muốn tiếp xúc với những người mình thích. Thấy không? Đây là sự chọn lựa dựa vào sự ưa thích của chúng ta. Thường thì bất cứ những gì chúng ta không thích, chúng ta không muốn thấy hay biết đến chúng. Nhưng Đức Phật muốn chúng ta kinh nghiệm những điều này. Hãy nhìn vào thế gian và nhận biết nó rõ ràng.
Nếu chúng ta không biết rõ bản chất của thế gian, chúng ta không đi đến đâu cả. Sống trong thế gian, chúng ta phải hiểu thế gian. Những thánh nhân khai ngộ trong quá khứ, bao gồm Đức Phật, đều sống với những thứ này. Họ sống trong thế giới này, giữa những người vô minh và chứng ngộ chân lý ngay nơi đây, không nơi nào khác. Nhưng họ có trí huệ, họ đã kìm lục căn của họ. Kiềm thúc không có nghĩa là chúng ta không thấy, nghe, ngửi, nếm, cảm xúc hay suy nghĩ gì cả. Nếu hành giả không biết điều này, thì ngay khi họ vừa nhìn thấy hay nghe một điều gì, họ sẽ chạy như bay đi nơi khác, cho rằng làm như thế, trần cảnh sẽ mất dần lực lượng đối với họ, để rồi cuối cùng họ sẽ vượt lên khỏi nó. Nhưng họ sẽ không đi đâu cả. Họ sẽ không vượt lên một thứ gì cả bằng cách đó. Nếu họ chạy đi nơi khác mà không hiểu bản chất của nó, thì sớm muộn rồi nó cũng sẽ quay lại và họ sẽ phải đối diện với nó lần nữa. Chẳng hạn, có những hành giả không bao giờ hài lòng, dầu họ ở tại tu viện, trong rừng hay trên núi. Họ đi lang thang, nhìn qua nhìn lại, cho rằng họ sẽ tìm thấy sự mãn túc bằng cách đó. Họ lên đến đỉnh núi và reo lên: "À, đây rồi, ta đã tìm được rồi." Họ sống bình an được vài ngày và rồi cảm thấy chán. Hay là mình thử ra bờ biển: "Ồ, ở đây mát mẻ, thoải mái quá. Chỗ này thích hợp với mình hơn." Sau một lúc họ lại chán. Chán rừng, chán núi, chán biển, chán hết mọi thứ. Đây không phải là sự chán ngán thế gian theo đúng nghĩa, cái mà nhà Phật gọi là chánh kiến. Nó chỉ là sự buồn chán, một quan niệm sai lầm. Khi họ trở lại tu viện: "Bây giờ mình sẽ làm gì đây? Mình đã đi khắp nơi và trở lại với tay không?" Thế rồi họ quăng bỏ y bát và hoàng tục. Tại sao họ hoàng tục? Bởi vì họ không hiểu ý nghĩa của sự tu hành. Họ không thấy còn có gì để làm nữa. Họ lên bắc xuống nam, lên núi xuống biển mà vẫn không liễu ngộ điều gì cả. Vậy là xong, họ chết. Đó là bởi vì họ cứ tìm cách trốn tránh mọi thứ. Trí huệ không phát sinh. Sau đây là một thí dụ khác. Giả sử có một nhà sư quyết định chấp nhận thực tại thay vì trốn chạy. Ông tự lo cho mình, ông biết chính mình và những người khác. Ông không ngừng đối phó với những vấn đề. Giả sử ông là vị sư trụ trì. Một vị trụ trì phải đương đầu với hàng trăm công việc liên tục đòi hỏi sự chú ý của ông. Người ta không hỏi bạn điều này thì hỏi bạn điều kia, cho nên bạn phải luôn tỉnh táo, luôn cảnh giác. Trước khi bạn có thì giờ để chợp mắt ngủ, chúng đã đánh thức bạn với một vấn đề khác. Tình trạng này khiến bạn phải xem xét và hiểu biết sự việc. Bạn trở nên tinh xảo hơn đối với chính mình và những người khác trong nhiều phương diện. Sự tinh xảo này phát sinh từ sự tiếp cận, từ sự đương đầu và đối phó với sự việc, không phải từ sự lẩn tránh chúng. Chúng ta không trốn chạy vấn đề với thân thể của mình, nhưng chúng ta trốn chạy trong tâm bằng cách sử dụng trí huệ của mình. Chúng ta hiểu biết với trí huệ ngay tại đây, chúng ta không trốn chạy bất cứ một điều gì cả. Đây là nguồn gốc của trí huệ. Bạn phải làm việc, phải liên hệ với những thứ khác. Ví dụ, sống trong một tu viện lớn, chúng ta phải cùng làm việc để chăm sóc mọi thứ trong ngoài. Bạn có thể nói rằng tất cả những thứ này là phiền não. Sống với nhiều tăng ni và với nhiều người tại gia lui tới mỗi ngày có thể phát sinh nhiều phiền não. Nhưng chúng ta phải sống như thế để có thể phát triển trí huệ và từ bỏ vô minh. Chúng ta muốn gì chứ? Chúng ta sống là để xóa tan sự vô minh hay để tăng trưởng chúng? Chúng ta phải quán xét mỗi khi mắt,
tai, mũi, lưỡi, thân và tâm tiếp xúc với trần cảnh, chúng ta phải bình tĩnh và cảnh giác. Khi sự đau khổ phát sinh, ai là người đau khổ? Tại sao sự đau khổ này phát sinh? Vị trụ trì một tu viện phải chăm sóc nhiều đệ tử, điều này có thể gây ra nhiều đau khổ. Nếu chúng ta sợ đau khổ và không muốn đối diện chúng, chúng ta đi đâu để tranh đấu với chúng? Nếu đau khổ phát sinh và chúng ta không biết, làm sao chúng ta đối phó với chúng? Thoát ly khổ đau có nghĩa là biết cách thoát khỏi khổ đau, chứ không có nghĩa là trốn chạy mỗi khi sự đau khổ phát sinh. Làm như thế chỉ mang sự đau khổ đi theo bạn mà thôi. Nếu bạn muốn nhận biết khổ đau, bạn phải nhìn vào tình trạng hiện tại. Vấn đề nảy sinh ở nơi nào thì phải được hóa giải ở ngay tại nơi đó. Nơi nào có khổ đau, nơi đó phát sinh sự chấm dứt khổ đau. Khổ đau phải chấm dứt tại nơi nó phát sinh, bạn phải giải quyết vấn đề tại nơi đó. Kẻ trốn tránh khổ đau vì sợ hãi là kẻ khờ dại nhất thế gian. Họ chỉ làm cho sự vô minh của mình sâu dày thêm mà thôi. Đau khổ là chân lý đầu tiên của Tứ Diệu Đế. Tứ Diệu Đế bao gồm chân lý về sự khổ, chân lý về nguyên nhân của sự khổ, chân lý về sự diệt khổ và chân lý về con đường để diệt khổ. Đừng xem sự đau khổ như là một điều gì ghê tởm xấu xa. Trốn tránh khổ đau là không tu hành theo chánh pháp. Đức Phật dạy chúng ta cách trốn tránh có trí huệ. Chẳng hạn, giả sử bạn đạp một cái gai và cảm thấy rất đau. Bạn sờ quanh chỗ đau nhưng không tìm thấy gì, nên bạn nhún vai và bước đi tiếp. Một lúc sau, bạn lại đạp lên một thứ gì khác và lại cảm thấy đau. Điều này cứ lặp lại mãi. Nguyên nhân của sự đau đó là gì? Đó là cái gai mắc kẹt trong bàn chân bạn. Sự đau đớn này luôn kề cận một bên. Mỗi khi sự đau đớn phát sinh, bạn nhìn lại bàn chân và sờ quanh một chút, nhưng không tìm thấy cái gai nên bạn lại thôi. Một lúc sau, nó lại đau và bạn lại nhìn lần nữa. Khi đau khổ phát sinh, bạn phải lưu ý đừng làm ngơ. Mỗi khi thấy đau, bạn lại tự nhắc mình, cái gai vẫn còn ở đó. Mỗi khi bạn thấy đau, cái ý tưởng muốn dứt bỏ cái gai cũng phát sinh. Nếu bạn không lấy nó ra, bạn sẽ tiếp tục bị đau. Sự đau đớn sẽ cứ quay trở lại mãi, cho đến khi ý muốn loại bỏ cái gai chiếm cứ toàn bộ tâm trí của bạn. Và rồi sẽ có một lúc bạn không chịu nổi nữa và quyết định lấy chưa được cái gai đó ra ngoài, bởi vì nó nhức quá. Nỗ lực tu hành của chúng ta cũng phải giống như thế. Nơi nào có khổ đau, nơi đó có sự xung đột, và chúng ta phải xem xét. Hãy thẳng thắn đối diện với vấn đề. Lấy cái gai ra khỏi bàn chân của bạn, chỉ việc lôi nó ra. Bạn phải biết tâm của mình bị kẹt ở chỗ nào. Khi bạn xem xét vấn đề của mình, bạn sẽ biết nó, thấy nó và kinh nghiệm được bản chất thật của nó. Tuy nhiên, bạn phải kiên định và tinh tấn trong sự tu hành. Mỗi khi một cảm giác khó chịu phát sinh nơi bàn chân của bạn, chẳng hạn, bạn phải tự nhắc nhở mình lấy cái gai đó ra. Bạn không từ bỏ quyết tâm của mình. Cùng thế ấy, khi đau khổ phát sinh trong tâm, chúng ta phải quyết tâm dứt sạch tận gốc rễ mọi phiền não. Đây là một quyết tâm kiên định và không ngừng nghỉ. Cuối cùng, mọi phiền não sẽ rơi vào tay của chúng ta và chúng ta có thể kết liễu chúng. Cho nên, chúng ta làm gì với sự hạnh phúc và khổ đau? Tất cả các pháp sinh khởi bởi do nhân duyên. Khi quả ngừng, đó là vì nhân đã ngừng. Nếu chúng ta không bám víu hay dính mắc vào một điều gì đó, thì cũng như rằng điều đó không hề tồn tại. Nếu có sự hiện hữu
thì phải có sự phát sinh. Sự dính mắc hay ràng buộc là điều kiện tiên quyết để đưa đến sự khổ. Mỗi khi sự khổ phát sinh, hãy xem xét nó. Xem xét giây phút hiện tại, xem xét chính thân và tâm của bạn. Khi hạnh phúc phát sinh, đâu là nguyên nhân của niềm hạnh phúc đó? Hãy nhìn vào nơi đó. Bất cứ nơi nào những thứ này phát sinh, hãy cảnh giác. Cả hạnh phúc lẫn khổ đau, phát sinh 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 khổ đau, phát sinh